các đồng chí và các bạn, sau gần một tháng về đơn vị mới, 63 chiến sĩ thuộc tiểu đoàn huấn luyện Trung đoàn Bộ binh 114 thực sự hòa nhập với môi trường quân ngũ, có sự tiến bộ rõ nét cả về nhận thức và hành động, tư thế, tác phong quân nhân. Cùng với sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của đội ngũ cán bộ, triển khai nhiều giải pháp huấn luyện linh hoạt, sát yêu cầu thực tế, 100% chiến sĩ mới tham gia huấn luyện các nội dung với khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm cao. Xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang nhằm đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, những tháng đầu năm, các ban chỉ huy quân sự khắc phục vất vả, bám sát kế hoạch tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng theo phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Trước khi đến với các nội dung này, mời các đồng chí và các bạn theo dõi phần tin quan trọng vừa diễn ra. Dịp Tết Thuần Thanh Nam Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer, đoàn công tác của quân khu 9 đến thăm tặng quà tại chùa Âu Trung Phong Sa và chùa Bô Thi Ram Say trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Đại diện lãnh đạo quân khu 9 gửi lời chúc Tết đến các vị sư sãi, ban quản trị các chùa và đồng bào Khmer đón Tết Thuần Thanh Nam Thơ Mây vui tươi, đầm ấm, với mong muốn bà con trong đồng bào Khmer tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là cầu nối cùng chính quyền địa phương, vận động người dân hăng say lao động sản xuất, chung tay phòng chống dịch COVID-19 và xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp năm 2022. Dự có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự kiến diễn tập mỗi đơn vị diễn ra 2 ngày rưỡi, được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Về xử lý tình huống A2, giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự và bạo loạn. Thực binh A, tiểu đoàn bộ binh thành phố tiến công địch đổ bộ đường không. Đối với huyện Phụng Hiệp, có nội dung thực binh tiểu đoàn bộ binh huyện vận động tiến công. Qua nghe nội dung diễn tập, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất. Ông đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, tiểu ban nội dung tỉnh cùng các ngành liên quan giúp các đơn vị xây dựng văn kiện đúng theo yêu cầu diễn tập sát thực tế địa phương, tổ chức tập huấn cán bộ tham gia diễn tập chặt chẽ, chất lượng theo kế hoạch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp cần tổ chức quán triệt sâu rộng đến các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của diễn tập, nâng cao trách nhiệm của lực lượng tham gia. Riêng trong quá trình thực hành tập luyện, phải bám sát trình tự, nội dung, thời gian và phương pháp, tổ chức huấn luyện thực binh cho các lực lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Dự kiến diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Ngã Bảy diễn ra vào giữa tháng 8 và huyện Phụng Hiệp là cuối tháng 8. Vừa qua, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra về chất lượng hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh ở các điểm trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đoàn tiến hành kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm đối với học sinh khối 12 và giáo viên thực hành giảng dạy của trường trung học phổ thông Gà Sáu, huyện Châu Thành. Thời gian qua, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của trường thực hiện tốt, giảng dạy đảm bảo đúng nội dung và chương trình quy định. Các năm qua, nhà trường có 100% học sinh đạt yêu cầu, trong đó khá giỏi đạt trên 95%. Thời gian tới, yêu cầu nhà trường chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đặc biệt thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, tuyển sinh quân sự và bồi dưỡng học sinh tham gia hội thi, hội thao. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường, quan tâm đảm bảo các chế độ, chính sách giáo viên giảng dạy, từ đó nâng cao hiệu quả giáo dục quốc phòng an ninh của tỉnh. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức huấn luyện cán bộ khung B thuộc tiểu đoàn dự bị động viên, công binh và trinh sát tỉnh.
Trong thời gian 15 ngày, các cán bộ khuôn B của hai đơn vị được học tập những nội dung về huấn luyện điều lệnh đội ngũ, pháp lệnh dự bị động viên, hướng dẫn công tác động viên quân đội, giới thiệu về một số loại trang bị vũ khí mới. Lớp huấn luyện làm cơ sở đào tạo cho công tác kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2022 và góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên của tỉnh trong tình hình mới. Kính thưa Thủ trưởng Bộ. Kính thưa các đồng chí và các bạn, sau gần một tháng về đơn vị mới, các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn huấn luyện Trung đoàn Bộ binh 114 thực sự hòa nhập với môi trường quân ngũ, có sự tiến bộ rõ nét cả về nhận thức và hành động, tư thế, tác phong quân nhân. Cùng với sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của đội ngũ cán bộ, triển khai nhiều giải pháp huấn luyện linh hoạt, sát yêu cầu thực tế, 100% chiến sĩ mới tham gia huấn luyện các nội dung với khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm cao. Năm nay, tiểu đoàn huấn luyện Trung đoàn Bộ binh 114 được giao nhiệm vụ huấn luyện cho 63 chiến sĩ mới. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, các cán bộ hướng dẫn khắc phục khó khăn, dồn sức xây dựng thao trường, bãi tập. Các mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện được đảm bảo chất lượng ngay từ những ngày đầu năm. Với phương châm huấn luyện đến đâu chắc đến đó, qua hơn một tháng, các nội dung đảm bảo đúng trình tự, thời gian quy định. Đặc biệt với sự quyết tâm của các chiến sĩ và hướng dẫn tận tình, dễ hiểu của cán bộ, các bài tập bắn súng, điều lệnh được đánh giá cao. Thì đối với năm nay, đơn vị cũng tập trung đột phá vào các cái nội dung thực hành làm chính như là nội dung 3 tiếng nổ, trong đó nội dung bắn súng. Thường các năm thì huấn luyện đội khá, nhưng năm nay đơn vị cũng đặt chỉ tiêu, phấn đấu làm sao là bắn súng năm nay cũng đạt loại giỏi đối với chiến sĩ mới. Và cái nội dung thể lực thì hàng năm là cái chỉ tiêu đặt ra thì người ta cũng cơ bản đạt được. Nhưng mà năm nay cũng đưa ra cái đột phá là phải huấn luyện thể lực làm sao để cho chiến sĩ mới nâng cao cái trình độ cũng như cái tư thế, động tác, thần thục để thực hiện cái nhiệm vụ là huấn luyện trong cái thời gian tới đạt kết quả tốt. Bước vào huấn luyện, mỗi chiến sĩ phải đối mặt với những thử thách vất vả, nhưng những giọt mồ hôi ngoài thao trường càng phun đúc quyết tâm của binh nhì Nguyễn Trương Phạm Thức. Huấn luyện thử thách ý chí, sức khỏe của mình, sâu xa hơn là trách nhiệm, sự nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đối với Tổ quốc. Giờ đây, người chiến sĩ mới này đã quen với gian lao, quyết tâm cùng đồng đội và chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt công tác huấn luyện. Qua học tập cái bài giảng chính trị thì em rút ra được nhiều kiến thức về chính trị hơn. Trước khi em vào đây thì em thấy môn này rất là khô khan và khó học. Sau khi được giáo viên lên lớp thì em cảm thấy môn này có rất nhiều điểm hay. Cố gắng là phấn đấu để được nhiều kết quả cao trong cái khóa huấn luyện này. Sau những buổi tập ngoài trời, đơn vị kết hợp sinh hoạt chính trị, nâng cao tư tưởng, nhận thức cho các chiến sĩ. Từ đó gần gũi sát sao, nắm bắt khó khăn vướng mắt để tìm biện pháp giải quyết kịp thời. Qua đó giúp các chiến sĩ an tâm học tập. Cách làm đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, chiến sĩ thêm hào hứng, có động lực phấn đấu. Trước khi có kế hoạch tiếp nhận huấn luyện 63 chiến sĩ mới, thì đơn vị đã xây dựng kế hoạch về giáo dục chính trị toàn khóa. Trong quá trình chiến sĩ tổ chức ôn luyện, thì chúng tôi phân công cán bộ phụ trách nắm tình hình của từng chiến sĩ trong cái nội dung của từng bài, có kiểm tra, nhắc nhở trong quá trình học tập, nghiên cứu để chiến sĩ mình nắm chắc hơn. Qua đó thì tổ chức cho chiến sĩ thêm những cái buổi học, ví dụ như là ngoại khóa, tìm hiểu thêm ở cái hội trường, trong cái phòng học, phòng tư tưởng Hồ Chí Minh, để chiến sĩ hiểu thêm về cái truyền thống của quân đội, truyền thống của đơn vị, để nâng cao cái tinh thần yêu nước, về tinh thần cách mạng trong quá trình phục vụ tại ngũ đơn vị cũng như sau này. Với những biện pháp phù hợp trong quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ,
Đến nay, 100% chiến sĩ an tâm tư tưởng tham gia huấn luyện sôi nổi, nghiêm túc. Đây là cơ sở để đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỹ cương, sáng tạo, linh hoạt, an toàn, phấn đấu đạt nhiều thành tích trong huấn luyện chiến sĩ mới. Xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang nhằm đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong giai đoạn hiện nay. Với phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát với thực tế từng đối tượng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của địa bàn, đơn vị. Những ngày này, trên các bãi tập, toàn quân trong tỉnh đang bước vào mùa huấn luyện với khí thế sôi nổi và quyết tâm cao nhất. Những ngày này, cùng với các đơn vị khác trong tỉnh, lực lượng dân quân binh chủng thành phố Vị Thanh đang bước vào mùa huấn luyện mới. Vượt qua những vất vả, tinh thần vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện rèn luôn được các chiến sĩ phát huy cao độ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm nay. Mặc dù thời tiết nắng nóng, thao trường bãi tập còn khó khăn, nhưng các chiến sĩ dân quân vẫn nỗ lực luyện tập. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vị Thanh tổ chức huấn luyện thực hiện đầy đủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Nhằm đảm bảo huấn luyện chặt chẽ, chất lượng đơn vị chủ động làm tốt công tác kiểm tra hướng dẫn của Ban Chỉ huy quân sự xã phường, chuẩn bị vật chất, giáo án, thao trường, bãi tập, phục vụ cho huấn luyện. Phân công tổ giáo viên trực tiếp xuống huấn luyện tại các cụm để đảm bảo nâng cao chất lượng. Trong đó kết hợp giữa giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật gắn với xây dựng đề nếp chính quy. Quá trình huấn luyện chúng tôi thì cũng kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính. Thì đối với dân quân thì chúng tôi về cái huấn luyện thực hành thì chúng tôi tiến hành là làm động tác mẫu, thì tùy theo động tác, thì động tác khó hoặc dễ thì cơ bản là từ 1 tới 2 lần để làm cho anh em trực tiếp xem. Quá trình mà anh em thực hành thì chúng tôi tiến hành là sai đâu xử đó, xử trực tiếp cái bộ phận thực hành thì người ta sẽ nắm được, người ta điều chỉnh, và cái bộ phận ở dưới thì chúng ta cũng sẽ nhìn, nghe và tiếp tục để cho cái khi luyện tập là cũng sẽ tiến hành được tốt hơn. Toàn tỉnh có hơn 10.000 dân quân. Mục tiêu của mùa huấn luyện năm nay là nâng cao trình độ chiến thuật, khả năng hiệp đồng chiến đấu, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, đồng thời kết hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự và giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là các chiến sĩ năm nhất. Thực hiện cái chương trình huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2022, Ban Chỉ huy quân sự huyện trước hết là đã làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, cụ thể là đã tổ chức hội thi mô hình học cụ cho kể cả lực lượng dân quân, lực lượng thường trực và 8 đơn vị xã thị trấn. Thứ hai nữa là cũng đã cử cán bộ đi khảo sát các cái địa điểm huấn luyện. Tại thời điểm này thì Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức được xong là 2 đợt huấn luyện dân quân cơ động, và hiện nay đang tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân mới kết nạp, cũng là dân quân năm thứ nhất. Qua huấn luyện thì nhìn chung là lực lượng dân quân tự vệ đều nắm tốt được các nội dung giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự. Quá trình huấn luyện thì chấp hành tốt các cái quy định. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khuyến khích các đơn vị lên kế hoạch huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận như đào vét kênh mương, phát quang tuyến đường giao thông, giúp dân xây dựng nông thôn mới. Qua 1 tháng huấn luyện, các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và quy định. Hơn 1 tháng huấn luyện thì là đạt cái một số cái mặt là kết quả khá cái tích cực. Cái thứ nhất là cái công tác quán triệt cấp của cấp ủy, người chỉ huy của các đơn vị địa phương là xây là rất là nghiêm túc và tổ chức xây dựng cái kế hoạch một cách là tỉ mỉ, triển khai là chu đáo. Cái thứ hai là các đơn vị bước vào huấn luyện là đúng đủ nội dung chương trình và thời gian quy định. Qua hơn 1 tháng huấn luyện thì là đối với là lực lượng vũ trang của tỉnh, là đối với các đối tượng là lực lượng thường trực đạt 100% chỉ tiêu, đối với là lực lượng dân quân dự bị động viên thì đạt 6,69%, rồi là dân quân tự vệ thì hiện nay đã đạt là 52%, đối với chiến sĩ mới thì là đạt đúng theo kế hoạch. Đối với cái tiến độ huấn luyện của
lực lượng vũ trang của tỉnh Hậu Giang thì đạt kết quả là đạt theo cái yêu cầu của nhiệm vụ. Với tinh thần thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, toàn quân đang nỗ lực luyện tập khẳng định vai trò đồng cốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Qua đánh giá kết quả hơn một tháng huấn luyện tại các đơn vị đều đạt yêu cầu đề ra. Đây là cơ sở để lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, từng bước xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sức đánh thắng mọi kẻ thù trong mọi tình huống. Đến đây thời lượng chương trình đã hết. Tạm biệt các đồng chí và các bạn. Trân trọng kính chào.